Nam thần cổ trang hoa ngữ trong trang phục tím lịm hoa sim hút hồn phái nữ, Nhậm Gia Luân làm mê đắm lòng người. Ngoài những trang phục cổ trang màu sắc thường gặp như đen, trắng, đỏ, không ít những nam thần đã có dịp diện trên trang phục màu tím lịm tím sim, nhưng vẫn tràn đầy soái khí. Hãy cùng chúng tôi điểm qua một số nam thần diện sắc tím vô cùng nổi bật nhé. Có lẽ không ít khán giả dành sự yêu mến dành cho Lục Đại Nhân, Lục Dịch Nhậm Gia Luân trong bộ phim Cẩm Y Chi Hạ. Trong phim, Lục Dịch là người luôn bảo vệ hết lòng viên kim hạ Đàm Tùng Vận, nhưng lại không hề thốt ra một lời yêu. Đặc biệt những cử chỉ ân cần, ánh mắt ấm áp của Lục Đại Nhân luôn khiến con tim của phái nữ điêu đứng. Trong phim cũng không ít lần Nhậm Gia Luân diện trang phục tím nhưng vẫn tràn đầy vẻ tiêu soái, ung dung, phong độ người người. Trước Nhậm Gia Luân, khán giả cũng từng bắt gặp Lam Thần Lý Dịch Phong diện áo tím làm khán giả đứng ngồi không yên trong phim cổ trang Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Mặc dù diện trang phục màu tím nhưng Lý Dịch Phong vẫn vô cùng điển trai, và đây cũng là vai diễn nằm lên tên tuổi của Lý Dịch Phong vào thời điểm đó. Một cái tên đáng chú ý nữa là Đặng Luân, cũng từng diện trang phục màu tím trong bộ phim Hương Mật Tựa Khói Xương. Trong phim này, Húc Phượng Đặng Luân có rất nhiều tạo hình khác nhau. Với trang phục màu tím, Đặng Luân được đánh giá khá phong lưu, nho nhã, mê đắm lòng người. Tiêu Chiến cũng từng diện sắc tím trong bộ phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta. Trong phim, Tiêu Chiến vào vai Vương Gia Bắc Đường Mặc Nhiễm Si Tình. Dù chỉ là nam phụ nhưng với ngoại hình đẹp trai, tính cách dịu dàng ấm áp, được tô điểm thêm bằng bộ trang phục màu tím thủy chung. Vai diễn của Tiêu Chiến được đánh giá nổi bật hơn cả nam chính của bộ phim. Quả thực trong phim, tạo hình này của Tiêu Chiến đúng là đẹp không tì vết. Khán giả mê dòng phim cổ trang huyền huyễn, được gặp nhân vật Tứ Phượng trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát do Thành Nghị thủ vai. Lưu Ly là bộ phim được đầu tư về mảng trang phục, nên nhân vật Tứ Phượng có rất nhiều tạo hình khiến khán giả mê đắm. Đặc biệt Thành Nghị cũng khiến khán giả rung rinh với tạo hình mặc trang phục sắc tím. Từ ánh mắt đến trang phục sắc tím cũng giúp Thành Nghị khắc họa thành công hơn nữa một nhân vật Tứ Phượng si tình. Nhân vật này cũng tạo nên thành công vang dội cho Thành Nghị, đến gần hơn với khán giả xem phim. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!